Ví dụ 1, quy đồng mẫu số các phân số sau. Đầu tiên, về câu A, âm 5 phần 6 và 2 phần 3. Nhớ nha. Nào, chúng ta thầy sẽ cùng các em làm ví dụ nào. Đầu tiên chúng ta xem này. Âm 5 phần 6 và 2 phần 3 chúng ta cần phải làm bước 1 này không em? Bước đưa các phân số về phân số mẫu dương không? Không cần, đúng không nào? Vì sao không cần? Tại vì mẫu đây là 6, mẫu đây là 3, giống nhau rồi. Không cần. Ok. Thứ hai là chúng ta sang quy đồng mẫu số nhiều phân, quy đồng mẫu nhiều phân số của mẫu số dương. Bước 1 tìm bội chung. Em quan sát cho thầy, đây 6 và 3 thì bội chung ở đây, bội chung và là bội chung nhỏ nhất ở đây của 6 và 3 chính là 6. Được chưa? Ok, xong bước 1 chưa? Bước 2 là tìm thừa số phụ. Nếu nó là 6 rồi thì 6 chia 6 là 1. Thì có nhân cả tử cả mẫu với 1. Nào, ok. Câu A là quy đồng này. Mẫu số các phân số. Câu A là âm 5 phần 6 và 2 phần 3. Được chưa? Nhá.